trong đây là có một cây xoài Đài Loan, một cây nha mẹ. Rồi cây cam, cam ghép. Hai cây cam, một cây cam là cam ghép có màu vàng với một cái cây là cam đường. Rồi hai cây nhãn. Ủa, một cây nhãn hạt lép, hai cây vải. Một cây vải thiều với một cây vải không hạt. Rồi cây tắc, hay còn gọi là cây quất chua, tắc chua. Cây măng cụt một cây. Qua 10 giờ thì một chậu nằm ở dưới với nhà đam của một chậu nằm ở dưới. Đó, cái nhà đam đó. Kế bên là qua 10 giờ. Một chậu nằm ở dưới. Chôm chôm nhãn một cây. Rồi cây ổi đỏ không hạt cũng một cây. Cây dâu tầm Đài Loan quả dài một cây. Quả dài cũng như này. Xoài Úc, hai cây xoài, một cây xoài Đài Loan với một cây xoài Úc. Cây xoài Úc là cái quả, cái đầu nó có màu tím tím á. Rồi cây sầu riêng Musangkin cũng một cây, cây xoài Úc một cây, cây xoài Đài Loan một cây. Rồi cây bẳng cầu sim hay còn gọi là bẳng cầu gai á cũng một cây. Cây táo hai cây, một cây táo là táo vàng, táo đào vàng là một cây. Một cây táo đầu vàng hai cây với một cây hai cây táo đầu vàng với một cây lê vàng. Rồi một cây me thái. Một cây hồng sim với một cây hồng giòn. Đây. Hồng giòn. Một cây hạt dẻ với vú sữa lò rèn của một cây với một cây mãng cầu dai hay còn gọi là cây na dai đó, vú sữa lò rèn. Bây giờ mẹ kiểm tra nha, na dai, mãng cầu dai một cây, vú sữa lò rèn cũng một cây. Đây cột nhẹ quá vậy không có tắt cái nói được. Con có ghi tên có mấy cái cây trong cái tờ giấy còn để vô trong cho mẹ này nha. Ghi tên cái tờ giấy, có ghi tên trong đây. Tên của mấy cái cây trong tờ giấy ghi để đây nha. Bao nhiêu cây, tên cây gì đây. Sẵn còn gửi thêm mấy hạt giống này về nè. Hạt giống qua cẩm tú cầu nè. Đu đủ lùng vỏ vàng. Đu đủ màu vàng. Hành tây. Hành tây. Hoa anh đào. Ớt hoa hồng, ớt nhìn giống như hoa hồng. Hành tây. Bỏ vô chung luôn nha. Bỏ mấy hạt giống chung với tờ giấy ghi tên của mấy cái cây. Đây nè mà. Cây này là cây nhãn hạt lép nha mẹ. Nhãn hạt lép. Cây táo đào vàng, cây táo đào nó màu vàng. Táo màu vàng. Nhà kêu táo đào vàng. Cây này cây hồng. Hồng giòn.
me thái. Đây, me thái. Me thái rồi thế cái này thì cái cam, hai cây cam là một cây cam là cam đường với một cây cam là cam ghép. Gió màu vàng. Gió vàng bóng là cái cam ghép. Còn cái cam đường là cái vỏ nó mỏng. Vỏ nó cũng màu đỏ đỏ cam cam á. Hai cây. Một cây nó nằm đâu? Nằm dưới rồi. Hai cây là hai loại khác nhau, hai cây cam khác nhau. Cái này là cây dâu. Dâu mà vậy trái dài nha. Trái dài như vậy à. Dâu dài, trái dài. Cây này cây mẫn cầu sim. Ủa mẫn cầu dai. Mẫn cầu dai. Mình muốn hai cây, một loại là mẫn cầu dai với một loại là mẫn cầu sim. Đây như là cái cam. Đây, một cây cam đây. Hai cây cam. Một cây cam này. Một cây cam này. Một cây cam ghép. Một cây cam đường. Chết tụ phương ta đi. Ai nói tại chết tụ. Ý mà quả CV sử dụng chết tụ mắt tiêu. Hai cây mắng cầu. Hai cây mắng cầu. Đây một cây mắng cầu. Đây một cây mắng cầu. Mắng cầu sim. Cái này nè. Cái này mắng cầu sim. Còn cái này là mắng cầu kêu bằng na. Như cây này cây vải thiều. Cây vải thiều. Rồi nhãn hạt lép rồi. Ở dưới này là cây nha đam nè. Cây nha đam nhé. Dưới này cây nha đam. Mình tốt ở dưới này mà. Đây cây nha đam. Cái bên cây nha đam là cây qua 10 giờ. Cây qua 10 giờ. Còn xoài. Xoài thì cây xoài Đài Loan. Một cây xoài Đài Loan với một cây xoài Úc. Xoài Úc thì cái đầu nó tím tím. Trái nó bự. Xoài Đài Loan cũng trái bự. Ăn không chua mấy. Cây này xoài Đài Loan rồi còn cây xoài Úc nữa. Còn cái để nằm đâu cái bờ này. À, cây vú sữa. Cây vú sữa lò rèn. Cây này là cây vú sữa lò rèn. Cây cam, hay cam rồi. Cây sữa lò rèn rồi. Cây hồng rồi. Mẫn cầu sim rồi. Tháo vào lớn. Nha đam. Cái này là nha đam nhỏ ở dưới nha mẹ. Kế bên là cây qua 10 giờ. Đây cây hoa 10 giờ. Một cây hồng sim sầu với một cây măng cục. Cam. Chắc để nằm ở trong rồi. Cây măng cục. Đây ạ. Cái này gì đây?
có thể là nó hồng xin xôi với cái măng cục. Mẹ nằm chính giữa ở trong đây. Đây cây mắng cầu. Cây mắng cầu là cây con cây na. Đó.